Bạch sư cho con hỏi, trong tám giới, giới thứ bảy có không nghe nhạc? Khi tụng kinh ngâm nga, con cảm thấy rất buồn ngủ. Cho con hỏi, tụng kinh ngân dài như vậy có cần thiệt không? Và con đọc bình thường được không? À, sư nhớ hình như sư cũng không có tụng ngâm nga. Mà tại vì á, cái tụng thì nó khác với đọc. À, nếu như mà chúng ta có cái thống nhất cái giọng đọc với nhau á, thì vẫn được. Nhưng cái vấn đề là đọc thì nó rất khó để thống nhất. Còn khi mà mình để, quý vị cứ để những âm tiết ngắn dài ngang nhau, thì tự nhiên nó sẽ thành một câu kệ khi đúng vật. Đơn giản thế thôi. Thực tế cái gọi là tụng là chúng ta giữ cho cái từng cái âm mình phát ra đó nó đều thì mọi người mới theo được. Còn mình nói chuyện thì lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngắn, lúc dài, người ta theo không được. Mà chỉ cần mình cứ sắp xếp các vần mà nó ngang nhau thì tự nhiên là nó sẽ ra cái âm điệu thôi. Cái điều quan trọng là mình không có chủ ý ca xước. Sư lấy ví dụ, cái này là do sư ví dụ chứ không phải là sư cố ý sư hát. Ví dụ như Nam mô ta sa pha ga wa tô, thì cái đó là ngâm nga đó. Còn bình thường khi mà mình tụng thì nó không phải là ngâm nga.